Thưa quý vị các bạn, những ngày gần đây, dư luận xã hội đang đặc biệt quan tâm tới vụ hai cháu bé ở Bạc Liêu thiệt mạng do ăn cháo gà để trong tủ lạnh. Xoay quanh vụ việc này đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Một số người lớn tuổi thì cho rằng mấy chục năm trước thì làm gì có tủ lạnh để bảo quản thức ăn, đồ ăn thừa không hết cứ để vậy bữa sau ăn tiếp thì chả thấy ai bị ngộ độc thực phẩm. Giờ xã hội hiện đại rồi thì toàn thấy chết vì ngộ độc thực phẩm. Một số ý kiến khác lại cho rằng nguyên nhân có khi lại xuất phát từ chính cái tủ lạnh mà ra. Đừng nghĩ cứ cho đồ ăn vào tủ lạnh là an toàn. Vậy ý kiến nào là đúng? Sau đây chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng về vấn đề này. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Cường, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tất cả các món ăn sau khi nấu chín thì có thể để ở nhiệt độ bên ngoài trong 2 giờ. Sau 2 giờ thì vi khuẩn sẽ bắt đầu sinh sôi, phát triển, dễ sinh độc tố gây ngộ độc. Bác sĩ khuyến cáo rằng đồ ăn không dùng hết hoặc chưa dùng ngay thì cần bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C. Kể cả việc bảo quản thực phẩm dưới 5 độ C thì cũng chỉ để không quá 1 đến 2 ngày. Sau thời gian này thức ăn vẫn có thể hỏng, gây ngộ độc. Cụ thể như món cháo gà trong vụ làm hai bé tử vong, cháo gà nếu không ăn hết, để ngoài nhiệt độ thường trong thời gian lâu, sau đó mới cất vào tủ lạnh thì các vi khuẩn có hại đã kịp thời xâm nhập vào bát cháo và sinh độc tố. Nếu sau đó có hâm nóng lại nhưng thời gian hâm nóng chưa đủ lâu để diệt chết vi khuẩn trong bát cháo, hoặc loại độc tố gây ra không bị phá hủy bởi nhiệt độ thì vẫn gây ngộ độc. Vì vậy, để không bị ngộ độc, chúng ta không nên để thức ăn ở nhiệt độ ngoài quá 2 giờ và cần phải đun ít nhất 5 phút trước khi ăn lại. Tuyệt đối không nên ăn đồ ăn đã cất trong tủ lạnh quá 1-2 ngày. Cũng nên đảm bảo vệ sinh tay, dụng cụ chế biến trước khi nấu nướng. Vị chuyên gia này cũng khuyến cáo một số thực phẩm dễ sinh độc tố nguy hại khi để qua đêm. Điển hình như món trứng, tất cả các loại trứng luộc, đặc biệt là trứng lòng đào, thì không nên để qua đêm vì chất béo và chất đạm có trong trứng sẽ dễ bị biến tính tạo thành độc tố. Thứ hai là rau xanh. Rau luộc không để dành lại qua đêm. Nếu để qua đêm, rau sẽ mất hết vitamin. Chỉ để rau trong vòng 4 giờ. Nếu để lâu, các loại vi khuẩn sẽ phân hủy trong rau, biến các chất nitrit thành lipid không tốt cho sức khỏe. Cho dù có để trong tủ lạnh, nếu dùng nhiều và lâu dài có khả năng gây ung thư. Thứ ba là nước trà xanh. Trà xanh để lâu thường xỉn màu. Những vitamin C chống oxy hóa trong nước trà xanh sẽ bị phân hủy. Nếu uống sẽ có một số vi khuẩn, vi nấm gây hại cho sức khỏe. Tiếp theo là các loại nấm nấu chín. Nấm nấu chín để qua đêm sẽ không còn dinh dưỡng. Nitrit có trong nấm sẽ bị phân hủy thành độc tố. Các món gỏi, nộm do không được nấu chín nên những thức ăn từ gỏi, nộm dễ xuất hiện các độc tố lạ gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài ra, cá, hải sản các loại thì cũng không nên để qua đêm do chứa nhiều chất đạm lạ, những chất này sẽ bị biến đổi gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các món canh. Trong các món canh có chứa gia vị như mắm, muối, bột ngọt. Những chất này gây ra phản ứng hóa học khiến cơ thể bị ngộ độc, lâu dài sẽ phá hủy tủy, xương, thiếu máu, suy thận, suy gan, thậm chí ung thư. Thông thường trong vòng 4 tiếng đồng hồ sau khi ngộ độc thực phẩm, cơ thể sẽ có những biểu hiện như nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, choáng váng, nhìn mờ, thở không được, sốt cao, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời sơ cứu. Lưu ý, khi không may ngộ độc, phải tìm cách cho bệnh nhân nôn được ra ngoài càng nhiều càng tốt, nên cho bệnh nhân uống nước và muối để giúp bệnh nhân bù được nước muối và nước đã mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.